Sáng nay sẽ có hai điểm dọn rác cho anh em. Điểm thứ nhất là cái chỗ bãi cỏ này với cái chỗ bãi rác dưới kia, ở sau cái tấm tôn đó. Thì những cái chai nhựa, những cái gì mà tái chế được thì anh em quăng lên bờ. Rồi, vào việc nào anh em ơi. Cảm giác đầu tiên thì nó cũng hơi bỡ ngỡ xíu, lúc mà cái cảm tay chân mình và mọi thứ nó chưa được nhúm bẩn á, thì chúng ta có một cái gì đó gọi là hơi nhút nhát xíu. Nhưng mà sau khi đã được nhúm màu của kênh rồi và được hòa quyện đấy thì cảm thấy tự tin rất là nhiều. Ủa, phải chạy quá, chạy luôn. Phải chạy mà, phải chạy. Mọi người dọn sạch các cái kênh như thế này này thành một con sông dài, em cảm thấy nó là cảm giác nó gọi là sảng khoái lắm. Nên là em đăng ký tham gia với mọi người luôn. Và từ đó em thấy gọi là công việc này nó thật là ý nghĩa. Vui có, hạnh phúc có, sợ hãi có. Ui. Sao lại sợ không? Tại vì trước đây em từng bị dẫm một cái vật gì đó dưới nước mà em không xác định được. Mà cái vật đó, cái lúc em lên bờ á, là em cảm tưởng như là có một cái lỗ giống kiểu kim tiêm. Từ đó em thấy sợ. Nhưng mà kể từ khi cái đợt em đi hiến máu về, thấy người ta kêu là máu em được nhận rồi, lúc đó em mới biết là bản thân em không bị gì. Lúc đó em mới vui. Tham gia xuống dưới những điểm rác này là những bạn đã tiêm vaccine và đã có đồ bảo hộ, và các bạn đã an toàn và các bạn đã có nghiệp vụ để tham gia dọn rác này. Còn những bạn mới tham gia thì đa phần là các bạn trên bờ để hỗ trợ kéo rác lên cho mấy bạn. Đây đây đây. Mấy ngốc giữ lại nha, bắt lại á. Rác lên thì rác hơn nha. Khu vực ở đây á rất là nhiều muỗi á. Với nhà em có con nhỏ nữa, thường xuyên là cũng phải xịt muối trong nhà rồi để khử muỗi, nhưng mà muỗi rất là nhiều. Nghe mọi người về đây hỗ trợ dọn rác với lại con kênh này thì người dân ở đây rất là vui mừng. Mong muốn là mọi người sẽ nhìn thấy điều này và tích cực hơn, và đừng nghĩ rằng là sợ rác mà không cúi đầu xuống lượm rác. Bọn em làm cái công việc thì tất cả mọi thứ bọn em làm phải có tâm, phải sạch hết và bàn giao là cho chính quyền địa phương. Mọi người mà chỉ vứt cái điểm rác xuống dưới nước á, thì cái độ nặng của nó sẽ gấp 5 gấp 10 lần so khi bọn mình đem lên. Nên cũng mong mọi người ý thức hơn và lan tỏa cái sự tích cực này. Ban đầu Sài Gòn Xanh tụi em bắt đầu chỉ với là 5 thành viên mà thôi. Và bây giờ thì tụi em đã có hơn 200 tình nguyện viên. Và điều đó chứng tỏ một điều đó là hiện nay thì rất là nhiều bạn có ý thức bảo vệ môi trường. Và mình hy vọng rằng là không chỉ cả 200 người ở trong Sài Gòn Xanh, mà sau này sẽ có 2.000, 2 triệu hay là 20 triệu người dân Việt Nam hay là các bạn trẻ có thể sẵn sàng chung tay để bảo vệ môi trường.